chiều trước bên vẫn lâu, ai ngồi ai cầu ai sâu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trong thuyền, ai thấp thoáng trên sông đưa câu mãi đậy chằn lòng nước. Nhưng một số lăng như là lăng của vua Minh Mạng, người ta gọi là Hiếu Lăng, lăng của vị vua Từ Đức, người ta gọi là Kim Lăng. Còn cái lăng này người ta gọi là Đúng Lăng. Ngày xưa lăng này của vua Chị Minh Thứ Mạng này, chỗ cái khu vực mà cái bãi được cây xanh trước ấy, là một dòng suối chảy ngang qua, nó tạo thành một cái gì, một cái tấm bình phong phía trước, hồ chẩm, hồ thủy cái gì, cho cái khu vực lăng cổng này. Hai bên là hai quả đồi nhỏ, người ta gọi là Tả Thanh Long, Thượng Bạch Hổ. Hai cái ngọn núi tượng trưng cho hai con vật đang đứng để gì, để chầu cho giấc ngủ của nhà vua. Cô chú những bao lăng này thì được chia làm ba khu vực. Ngày xưa ở chỗ khu vực này, ở cửa đầu khu vực cổng đầu tiên đi lên, chúng ta sẽ thấy hai tòa nhà hai bên này. Cái tả vua, hữu vua hai bên này dùng để làm gì? Để cho những cái vị quan lại ngày xưa thái giám lên đây chăm sóc một phần của nhà vua thì sẽ được gì? Sẽ lưu lại ở hai cái tòa nhà này. Rồi chúng ta đi qua cái khu vực thứ hai. À, chúng ta sẽ thấy có ba cửa. Thì ngày xưa cái cửa ở giữa chỉ được mở một lần duy nhất thôi, đó là mở lúc gì ạ? À, lúc đưa thi hài nhà vua vào bên trong. Thì cô chú anh chị nó biết đấy, khu vực thứ hai này người ta gọi cái khu vực này là sân chầu. Ở ngay giữa sân chầu thì cô chú anh chị nhìn người ta đúc những cái hàng voi ngựa như là binh lính cũng như là những vị quan lại theo đúng tỷ lệ kích thước 1:1 nha. À, để làm gì? Để cấp thu của nhà vua. Và chúng ta đi vào trong này, đây là một công trình do vua Bảo Đại xây dựng. Nơi này là một gian gì? Chúng ta chọn cái gian ngồi này là nơi đặt án thờ của mình. Khu vực thứ hai được xem như là trường dĩ này, được xem là mộ vua. Và cái khu vực thứ ba, gian hạ là gian của mình, gian hạ ở trong này là cao nhất ở trong này của chú chị nha. Thì gian này chúng ta sẽ là án thờ chính của mình. Thì cô chú chị đã có án thờ chính của mình, những cái bài vị của mình ở trong này. Thế thì khi mà chúng ta xây dựng cái lăng này, cô chú chị chúng ta cho người sang Pháp, sang Nhật Bản cũng như là sang Trung Hoa, bọn ta cho đặt đem về đây những cái loại gốm sần sứ tốt nhất. Và khi ông ta đem những cái loại này về đây, ông ta bắt đầu trong người đọc vụ các nhỏ ra. Và sau khi ông ta xây dựng lên một cái ngôi nhà hoàn toàn chỉnh theo đúng phong cách kiến trúc châu Âu, cô chú anh chị nhìn đúng cách kiến trúc châu Âu, trội lớn, cửa thì cao và cửa là cửa bốn cánh, đúng không? Người Việt Nam mình ngày xưa ấy, thì cửa là cửa tám cánh dang trái, cái này là cửa cao, trụ là trụ lớn, dàn nhà thì rất là cao. Vì sao ngày xưa người Việt Nam mình xây nhà thấp để gì? Của chú chị đón gió tốt nhưng mà che được nắng mưa. À, còn người phương Tây thì người ta lại xây dựng theo kiến trúc khác. Vậy chúng ta bước vào ngôi nhà chúng ta thấy phong cách kiến trúc của châu Âu, nhưng người châu Âu thì không gì ạ, không trai trí được kiểu này. Chính vì vậy cho nên đây được gọi là một trong những lối kiến trúc đan xen giữa châu Âu và châu Á. Thì ông ta cho những người nghệ nhân đem những cái sần sứ về. Cái này cũng chị ông ta khảo ra đây. Thì tất cả những cái này cũng chị là đồ sần sứ nha. Nhưng cô chú anh chị ta nhìn này, à, từng miếng á, cái miếng sứ ông ta cắt ra rồi ông ta khảm lên. Cứ cắt ra rồi khảm lên. Và ông ta khảm lên đặc biệt không phải là cái nào ông ta khảm như nhau, mà ông ta chia làm ba khu vực kiến trúc đàng hoàng. Khu vực ngoài này thì ông ta khảm lên chủ yếu là cảnh cây, lá, hoa lá, tạo cái bóng mát cái gì cho cái khu vực gian ngoài. Cái gian giữa này thì ông ta khảm chủ yếu là hình rồng phượng để biểu tượng cho sức mạnh của nhà vua. Mà bên trong này ông ta khảm chủ yếu là cái chữ mạng, tạo nên cái vẻ yên tĩnh, tĩnh mịch. À, để gì cũng giúp chị cho cái gian thờ chính của mình. Ha, liệt ba cái phong cách kiến trúc như vậy. Đồng thời cũng giúp chị, đến năm 1925, khi ông ta đến với đất nước Pháp để tham dự một cuộc đấu xảo hay còn gọi là cuộc đấu giá, thì ông ta được người Pháp ưu ái tặng cho một bức tượng đồng của chú chị. Tức là khi đó ông ta đem về, ông ta cho người đúc lên ba cái bục này. Cô chú chị nhìn hơi giống cái gì của chú chị? Giống cái điện Thái Hòa lúc sáng mình đi chỗ vua Thiết Triều, đúng không? Hình ảnh nhà vua ngồi trên ba bục là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Ở trên là một cái gì của chú chị? Một cái ngai vàng, nắm ngai vàng mà nhà vua đang ngồi Thiết Triều nhìn ra toàn thể quần thần thiên hạ của mình từ trên cao. Thì cái bức tượng này được đúc theo tỷ lệ 1:1. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy nhà vua này này. Nhưng mà nhà vua có lớn vậy không? Không đâu. Cái này là cái bộ ông bà làm nhà vua lớn là như vậy thôi. Và đồng thời ở trên cao thì có chú chị ông ta làm một cái bủ tán. Có chú chị nhìn thấy cái bủ tán này nè, đương nhiên cái ngọn đèn này mình bật sau rồi.
Nhưng mà cái bộ tán này thì người ta làm từ thời đó. Cái bộ tán này được trang trong trần nhà của Dương Triệt một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bộ tán này ngày xưa của Dương Triệt thì nó có khi mà những người nghệ nhân làm xong thì người ta khảm những cái sành sứ vào trong này, thì cái bộ tán này hoàn toàn là bằng bê tông chứ không phải là bằng gỗ. Chính vì vậy cho nên người ta ước tính, người ta dùng những cái loại máy đo để người ta đo trọng lượng ấy, thì người ta tính rằng cái bộ tán này nó nặng khoảng hơn một tấn nha. Nhưng mà ông ta là những người nghệ nhân, người ta treo lên đây rất là hài hòa. Như vậy ở đằng sau này ông ta cho người đứt là một cái giống như là một cái mặt trời của cái gì, nhưng mà mặt trời này đang gì ạ, đang lặn. Rồi người ta gọi tác phẩm này là Thái Dương Hạ Sang, có nghĩa là sau khi nhà vua qua đời thì mặt trời cũng bóng ngay tại vị trí của chúng chị, ta đang nhìn thấy đây. Ở lại Huế hương bài thơ khắc trong chiếc nón, em cầm trên tay ra đứng bờ sông. Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón đời và em hẹn hò. Trở lại Huế thương lần theo ấn tình câu hát, tìm người con gái áo tím mong mơ. Sông Hương tấp nập tìm răng được chữ, không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, nam ai nam bằng mà sao thương thế. Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát, nghe thân thương Huế. Tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng, rơi rơi sân trường phường hồng mơ ước. Dáng em đi về hòa tan trong Huế, nên tôi đi tìm em. Lại Huế thương lần thèm ân tình câu hát, tìm người con gái áo tím mong mơ. Sông Hương tấp nập tìm răng được chữ, không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khúc ca, đến Huế nam ai nam bằng mà sao thương thế. Lắng trong vui buồn mộng mơ